Anh Duy Long, anh về rồi đó hả? Em đang sửa soạn quần áo cho anh để ngày mai đi công tác nè. Nó nghe nè, đồ của anh nó có mấy bộ cũ quá rồi, để bữa nay mua cái mới cho nha. Anh có thật sự đam mê công việc không? Hay là anh đam mê người trong công việc hả? Anh với em mang tiếng yêu nhau, nhưng đã bao giờ chúng ta đi hẹn hò với nhau thật sự chưa? Anh mới là người coi lại bản thân mình, là trong trái tim anh có những ai trong đó. Cô bỏ đây đi. Tôi nghĩ á, từ đây về sau tôi với cô nên dừng lại mức là cộng sự thôi. Cô đừng có xen cuộc sống đời tư tôi quá nhiều. Hôm nay anh sao vậy? Tự dưng cái lạnh lùng trở lại à? Thì đồ đạc của anh em soạn đến ngày mai anh đi công tác, đó là nhiệm vụ của trợ lý phải làm mà. Rồi nãy đòi mua đồ cho tôi đó. Ai nói là em mua cho anh? Em mua giùm thôi chứ bộ. Còn nếu như mà anh thấy ngại á thì anh trả lại cho em. Còn nếu như mà không có tiền á thì cứ trả từ từ đó, chứ nào hết thì thôi. Có gì đâu. Không phải, ý tôi nói là giống như mấy cái chuyện này nè, chỉ có là bồ hay bạn gái hoặc là người đầu ấp tay gối người ta mới làm thôi. Còn người bình thường vậy thì làm gì? Mà cũng lỗi tại tôi nữa. Tôi để cho cô xen cuộc đời sống của tôi quá nhiều rồi. Tự dưng em không quan tâm. Bỏ xuống. Ây da. Cô đi về đi. Chào em. Cô đi về đi, tôi mệt rồi. Tự dưng à, thì anh mệt đó thì em biết anh mệt rồi. Anh mệt thì như phòng anh nghỉ đi, để lát em bưng nước cho anh uống. Cái gì? Nữa hả? Thì mệt thì phải uống nước chứ làm sao? Phải, ý tôi nói là có cô ở đây nè, là tôi mệt. Bây giờ cô về tôi khỏe liền à. Đó không chịu hiểu nữa. Được ở gần anh như vậy là cả một sự nỗ lực rất lớn của em đó. Cho nên có nói gì thì cũng như vậy thôi. Duy Long, chị bác sĩ đang giận nhau cái gì thì phải. Qua mắt cái gì mà đi khám mắt lại đi. Tướng tao sang trọng vậy mà mày nói tao ăn trộm. Không phải ăn trộm mà là ăn trật. Lần nào lên đây hả cũng ăn trật, rồi hả đem đồ về rồi xin tiền của ba nữa. Nè, mày vừa phải tao nghe mày. Trong cái nhà này á là bà con dòng họ của tao nghe mày. Cô ba của mày á là cháu gái của tao nghe. Bộ tao ăn hết của trong nhà này mày xót hay sao mà mày nói. Chú ba. Ê, cháu gái của chú ba. Chú lên thăm con nè. Con đủ nhỏ người làm mày đi con. Không có được đâu. Đúng không cô ba? Đúng rồi đó chú. Chị Tư á là mẹ con thích lắm, mà là thân tính của ba con nữa. Không có đuổi được. À không không. Được. Đuổi được. Mà là đuổi chú á. Trời ơi. Vậy thì bây giờ tao quyết định cho mày làm việc lại á mày. Rồi vô trong bếp kiếm cái món nào mà ngon ngon mà tao thích á, nấu vô chào món ngon lành coi. Chú thích món nào vậy? Chú nói đi, để tôi né là tôi không nấu. Con nhỏ này. Trời ơi, thôi đi. Hai người lần nào cũng vậy, gặp nhau như chó với mèo vậy đó. Mà nè chú ba.
Sao chú về quê lâu quá vậy? Làm con ở đây nhớ chú muốn chết luôn vậy đó. Chắc là họ con phải chuyển nhà về dưới ở với chú à. Cũng được. Nhưng mà bữa nay chú bắt chuyện rồi. Hả? Công chuyện? Ừ. Trời đất ơi, con ở đây nằm mơ không vậy? Chú ba mà cũng có công chuyện nữa hả? Trời ơi con, con nghĩ sao vậy? Chú ba của con cũng có trăm công ngàn việc chứ bộ. Nè chú ba, nhắc đến công chuyện á con mới nhớ. À, con thông báo cho chú một tin rất là quan trọng. Là kể từ giờ phút này, con đã trở thành trợ lý của nhà văn. Mà là một nhà văn rất là nổi tiếng, chuyên viết chuyện tiểu thuyết. Đặc biệt là câu chuyện Ngôi Miếu Oan Khóc đang nổi như cồn thời gian gần đây đó. Chú thấy con ngầu chưa? Con. Chú ba. Hả? Sao vợ chú bị gì vậy? Con đừng có nói với chú là con đi xuống Long Xuyên với cái thằng đó để điều tra về cái vụ cái miếu Oan Khóc đó nghe. Đúng rồi. Rồi bao giờ con đi? Thì bây giờ con đi luôn nè. Đó, con đi qua nhà anh Duy Long rồi anh chở con đi. Vậy cho chú đi theo nghe. Không, đương nhiên là không rồi. Cho chú đi theo đi. Không. Con đã nói với chú rồi, đây là công việc của con rất là nghiêm túc. Lần này con rất nghiêm túc nên là yêu cầu chú không đi theo phá đám con. Nhớ đó, nhất định không được đi theo phá đám con. Con đi đây. Trời ơi, sao tự nhiên xuất hiện cái thằng nhóc đáng sợ như vậy? Nó nguy hiểm còn hơn thám tử chuyên nghiệp nữa. Cái thằng nhóc nhà văn này ngày càng biết nhiều về vụ án. Mình phải theo nó cho biết mới được. Anh Duy Long à! Duy Long! Cô làm cho cô thổi nhức đầu quá hả? À? Đây, anh để em xách giùm cho. Anh Duy Long, để em dắt xe luôn cho. Thôi được rồi. Cái thằng ôn dịch này, nó dám hành hạ cháu gái mình. Con người ta lá ngọc cành vàng, tay yếu chân mềm, mà nó để tay xách nách mang vậy á. Bởi còn giận em chuyện đó hả? Tôi làm gì có tư cách giận người ta. Ê, em là trợ lý mà, cái này phải là nhiệm vụ của em. Anh có nghe câu là phận trợ lý 12 bến nước chưa? Chưa nghe. Cái thằng không được, mình ra đó nó phát hiện mình sao mà tức cái thằng này thiệt chứ. Làm gì mà dựng dai dữ vậy không biết nữa à. Vậy thôi mà cũng chưa hết nữa. Anh, hôm nay trời mát vậy á, mình đi xe máy chắc là sướng lắm nha. Anh chạy chậm chậm thôi để em còn tận hưởng cái sướng này nữa. Bây giờ có đi không? Hãy đứng đó làm bèm. Ồ, tuân lệnh sếp. Trời ơi, cái gì vậy anh? Nó phát hiện mình. Bây giờ sao ta? Chùn, đứng lại. Đứng lại làm gì? Chú theo dõi con hả chú? Mắc mới gì theo dõi cậu? Tôi đi theo cháu gái tôi. Với tôi nghe nói phường nhà văn viết báo nói láo gì đó, sợ làm tổn hại đến cháu gái tôi, cho nên tôi đi theo, tôi bảo vệ. Được không? Ủa? Chú ba. Ủa? Trời đất ơi, chú đi theo dõi con á hả? Con đã nói với chú rồi, công việc lần này của con là một công việc rất là nghiêm túc, chứ không có giỡn được đâu. Chú có giỡn chơi đâu. Ủa, rồi ngồi con về Long Xuyên bằng gì? Xe máy. Xe máy đâu? Với anh Duy Long nè. Đi bằng xe đó hả? Trời ơi, mệt chứ, hao xăng lắm á. Không sao hết á, chuyện của con. Chú đi về quê trước đi. Lát nữa con với anh Duy Long về tới quê ghé nhà chú chơi. Ghé nhà chú hả? Ờ. À, ghé nhà cũng đâu gặp chú. Chú mới lên thăm cha má con, cho nên là chú chưa có về dưới. Chú ở đây lâu lắm.
Chú Ba, chú ở Long Xuyên á, chú có biết người nào tên là Ba Hảo không chú Ba? Cái gì? Ba Hảo? Dạ. Ba Hảo lại. Chú Ba, chú lớn lên từ nhỏ ở Long Xuyên, chú biết mà. Chú thử nhớ kỹ lại coi, có ai tên là Ba Hạp không? Chú không biết ai tên Ba Hạp á, mà ai đặt cái tên gì đâu mà xấu quá kìa. Thôi, hai đứa tranh thủ đi về Long Xuyên đi nha. Chú về nhà cha má con. Chú đi nha. Ờ, bye bye chú. Rồi, chính. Ủa, tụi con đi đâu hả? Ủa, trời ơi, sao con đi đâu cũng gặp chú hết vậy? Hồi nãy chú nói với con đó là chú ở Sài Gòn chơi với ba má con vài hôm. Bây giờ chú lại xuất hiện ở đây. À, trùng hợp với ta. Ở chợ chú thấy buồn quá, rồi chú về quê. Với lại ở trên đó qua lại gặp bà Năm á. Mất công bà nói xin tình cảm. Ôi trời đất ơi. Chú, vậy sẵn chú về đây rồi nè. Chú làm ơn theo con qua nhà ông Ba Hạp nha. Chú nói giúp con một tiếng đi chú. Dù gì người trong làng dễ khai thác hơn. Chú mà không nhận lời là con giận chú đó nha. Con Hân nó biết nhà mình rồi. Không biết thằng này biết chưa thôi. Nó mà biết thì chỉ có nước cắn lưỡi. Phải hỏi dò nó mới được. Mà con biết nhà thằng cha đó không? Biết thì dẫn chú đi nha. Chứ từ nhỏ tới lớn ở trong cái xóm đó, chú không biết mặt cái thằng đó ra làm sao luôn á. Dạ con biết. Hôm bữa bà gái có dẫn con qua, nhưng mà nhà không có ai hết á. Nhìn trống trơn à, con có tưởng nhà quan không à? Thôi chết mày rồi Hạp ơi. Nó biết nhà rồi. Con nhỏ hơn cứ đi theo, nên không thể trốn hay nói xạo nó được. Phải nghĩ cách thôi. Đi giùm con đi chú Ba. Đi chú Ba. Đi. Dạ. Con dẫn được chú đi. Dạ gần đây nè. Dạ mình xuống đi bộ ha. Đi. Để con dẫn vô. À. Đi không? Đưa cái này cho anh. Đưa cái vợ cho anh. Được không? Được. Rồi, mình đi chú. Đi, nhanh lên chú Ba. Tôi chết rồi. Nó biết nhà mình. Lỡ mất thì làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Dạ đây. Nhà Ba Hạp nè chú. Ủa, này là nhà của chú Ba em mà. Hả? Nhà này của chú. Ủa, vậy chú là? À, chú là Ba Lạnh. Ủa, nhưng mà dì gái dẫn con tới đây, nói đây là nhà của Ba Hạp mà. Trời ơi, cái con nhỏ đó nó đi tứ xứ, nó có gì đây đâu mà nó biết. Nhà này ngày xưa là của Ba Hạp, rồi nó bán lại cho chú. Rồi nó giờ nó ở đâu cuối sớm á. Khoan. Sao hồi sáng chú Ba nói với con chú Ba không biết cái người tên là Ba Hạp mà. Vậy là sao? Thì lúc đó chú trả lời cho xong chuyện á. Tại từ khi mà có cuốn tiểu thuyết gì đó, rồi ai cũng hỏi chú hết trơn á. Chú trả lời riết rồi chú mệt luôn á. Cho nên chú trả lời cho xong chuyện. Chú hay quá à. Vậy chú Ba, bây giờ chú có thể dẫn con tới nhà Ba Hạp được không chú Ba? Dạ chú Ba. Được không chú Ba? Cũng được. Tại vì cậu là bạn của cháu gái tôi mà, cho nên tôi phải giúp thôi. Cảm ơn chú. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì chú? Cậu phải quan tâm đến cháu gái của tôi nghe. Chứ không thôi là không xong với tôi đâu. Bây giờ á, cậu cho chú cháu tôi nói chuyện riêng chút xíu nha. Dạ. Đi con. Đi chậm chậm đó con té nè. Con ra đây chú nói chuyện với con chút coi. Trời ơi, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú vậy hả? Hả? Sao tối ngày đi theo nó điều tra ba cái vụ gì đâu không vậy? Chú Ba nói như vậy á, là chú Ba không biết cảm giác thích một người như thế nào rồi. Thích một người á
là mình sẽ không bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ làm gì cho họ đâu. Trời ơi, con có bị ấm đầu không hả? Thằng đó có gì đặc biệt không mà con mê như điếu đổ vậy? Chú ba chưa có nghe câu thích một người á không phải là bởi vì người ta có gì đặc biệt, mà là người ta mang lại một cảm giác đặc biệt ở trong tim của mình. Ăn học cứ cố vô, bây giờ nói chuyện không ai hiểu gì hết trơn. Bây giờ nói tóm lại á, nó biểu cái gì là con làm theo cái đó đúng không? Rồi con kêu chú làm sao thì chú làm y vậy đúng không? Khổ cái thằng già này ghê. Khổ cái gì mà khổ? Con á bây giờ là trợ lý của nhà văn, mà chú ba á là chú của con, thì chú phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ hết mình cho con. Vậy nha, sướng muốn chết mà khổ cái gì. Anh Y Long. Ủa sao không? Em đi được mà, đi tới sáng em đi cũng được nữa. Mà chú ba, hồi nãy giờ mình đi á là giáp hết cái làng rồi đó. Rồi nhà người tên Ba Hạp ở đâu chú ba? À tụi con ơi, bây giờ chú nhớ rồi. Ông Ba Hạp á, ông bỏ nhà đi lâu lắm rồi. Bây giờ mọi người đâu có biết mình liên lạc gì với ông đâu. Trời đất ơi, sao chú ba không nói sớm? Con không biết đâu á, nãy giờ bỏ công bỏ sức đi hết nguyên cái làng này rồi, chú làm sao có được có thể làm. Thôi, nhà ông ở đằng kia kìa, chịu khó đi chút nữa đi đó, hai đứa lại đó trước đi. Cái nhà đó hả chú ba? Ừ, đi mình đi anh, đi. Dắt đại nó qua một căn nhà khác cho nó chán rồi nó tự bỏ về, chứ không cái con nhỏ này á nó không chịu, mà con gái cũng cứ gì cho ăn học tử tế, rồi lại cứ lao đầu vô mấy cái vụ tào lao như vậy không biết. Ôi trời, tới đó nhà ông Ba Hạp nè. Trời đất ơi, ủa cái này mà gọi là cái nhà hả? Con thấy giống cái nhà hoang vậy đó, giống như lâu rồi người ta không ở á. Trời ơi, ổng bị thần kinh cho nên ổng bỏ nhà ổng đi hoài à, thậm chí ổng đi cả tháng trời á ổng chưa chịu về nữa đó, còn có lúc hả ổng đi nửa năm trời luôn á. Hy vọng nó nản chí đi về luôn cho rồi. Nản chí đi, nó nghe đợi lâu quá, bảo đảm nó sẽ nản chí. Đợi thì đợi. Phải đợi chứ, dù gì á mình cũng cất công tới đây rồi đúng không? Trời đất ơi, lại cái nhỏ này phá đám nữa. Thằng này chưa trả lời nó đã kêu đợi rồi. Hy vọng thằng này sẽ nản đồ về. Phải, mình sẽ đợi. Lại đây không, sao mà đợi cả buổi trời không thấy đâu hết vậy? Thì chú nói tụi con rồi, ông không có về đâu, đứng đi đợi chi cho mất công. Chú nói hai đứa nghe, trong cái nhà này á không có gì ngoài rắn với muỗi hết trơn. Cái gì vậy? Cái nhà này có rắn hả? Ừ, một hồi nó bò lên khên cho coi. Ôi ghê quá, nhà này có rắn quá kìa. Được rồi, bình tĩnh đi. Anh nghĩ mình không làm gì nó cũng không cắn mình đâu. Thiệt không? Thiệt. Anh thề đi. Anh thề. Ờ, anh thề em tin. Vậy thôi, đợi tiếp. Đợi nữa hả? Chú ba người nói người đó bị thần kinh. Vậy liệu khi mình gặp lại, mình hỏi chuyện cũ, người ta có nhớ không? Thằng này thông minh. Không hổ danh là một nhà văn nha. Xứng đáng làm bạn trai của cháu gái chú. Thôi bây giờ nghe, thưởng
mình ăn mừng cái vụ này, để chú đi kiếm cái gì đem về nhậu cái nha. Nha chú ba, cái chú gì? Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Ừ? Con chỉ là trợ lý của ảnh thôi, ảnh quản lý con. Trời ơi con ơi, con đọc tiểu thuyết nhiều mà con không có bị nhiễm chút xíu nào trong tiểu thuyết hết trơn à. Làm trợ lý từ từ cái làm vợ của quản lý. Ở đây chờ chú chút nha, chú đi kiếm mồi cách đây. Nhưng nghĩ cái gì, trời tối rồi, bây giờ có tìm cái gì, có thấy gì đâu, hiểu không? Thôi giờ vậy, không về cũng được nha. Đứng đây đi, để chú kiếm cái gì về nhậu cái đã. Còn nhậu đâu? Ê, nè anh uống nhiều lắm rồi đó. Bọn hồi nãy nó còn không uống đâu. Cháu rể của chú tủ lượng cũng mạnh dữ ha. Uống đi, chú sẽ gả cháu gái của chú cho con. Trời ơi chú ba, chú nói chuyện gì kỳ cục vậy? Chú nói như vậy không sợ ảnh sợ người ta chạy mất giết rồi sao? Trời ơi, chạy ra xa lấy đà chạy vô với mày. Tao rành chuyện đó quá mà. Ê con tới lượt chú, tới tù của chú. Đã quá mày. Tới tù của con nè. Chú ba. Ừ? Chú là người dân địa phương ở đây. À, vậy mà cái vụ án 30 năm về trước chú không biết là sao hả chú ba? Tại vì căn cứ vào cái thời điểm xảy ra vụ án cho tới nay thì chú cũng trạc tuổi với người đó mà chú. Uống đi con, tới tù của con này. Chú. Ừ? Chú chưa trả lời câu hỏi của con hả chú ba? Lúc đó chú ngoan và hiền lắm. Ở nhà coi chú giống như là công chúa vậy đó. Cái lúc mà xảy ra vụ án đó đó, chú bị cấm cung, đâu có được ra khỏi nhà đâu. Cho nên chú đâu có biết cái chuyện đó. Đến khi mà chú biết sự việc đó đó thì nó đã qua lâu lắm rồi. Mà chú cũng biết sơ sơ à, có hơn gì bay đâu. Uống đi con, tôi tù của con á. Bây giờ con thấy đã chú ba, con thấy ấm trong người đấy chú ba. Ấm à, ấm uống nữa con. Chú ba. Ừ. Đừng có ép anh uống, uống nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, uống càng nhiều ngủ càng ngon. Nè con. Đừng hòng khai thác được gì từ ba lần này nghe. Tủ lượng của mày sao bằng được tao? Đảm bảo sáng mai mày sẽ bỏ cuộc tìm ba hả? Trời cái gì đâu con nè. Trời ơi mày xỉn, mày quán gà hả? Ai trội gì mày? Không rõ ràng con thấy có người là trội cái cục gì đâu con nè. Nó rớt luôn. À, trái dừa non nó rớt đầu mày á. Trái dừa non nhỏ xíu sao rớt được chú ba?
chứ dừa lớn rớt mày bể đầu mày chết sao? Trái dừa non nó bị úng cái cuốn á, nó rớt trên đầu mày. Không phải, rõ ràng con thấy là có chọi cái cục trên đầu con á, giống như là tờ giấy vậy đó. Không có mà, mày kiếm đi đâu có đâu. Kỳ vậy ta, rõ ràng là sao tự nhiên đau bụng quá ta? Chú ba bị gì vậy? Sao bị đau bụng? Hay là cục giấy ngày hôm qua nó có vi trùng á, nó lây vô bụng mình ta. Cục giấy gì mà chú ba bị sao? Có nặng lắm không? Không có. Ngày hôm qua chú đi cấy rồi tự nhiên sao giờ đau bụng quá. Chú ba đau bụng hả? Ừ. Vậy thì mình về thôi, không cần phải qua nhà dì Trúc đâu. À đúng rồi. Thôi về tụi con ơi. Với lại á, bà Trúc này nè, bà nhiều chuyện lắm. Bảo nói 10 chuyện á, tin chừng 2 chuyện thôi, thấy không? Thôi, về con. Dì á, đang ở nhà thương Sài Gòn. Hả? Chú qua cũng không gặp được dì đâu. Vậy hả? Với lại con cũng không hy vọng á, dì sẽ nói cho con những điều con cần biết đâu. Dì Trúc ghét con lắm. Mặt con mà dì còn không thèm nhìn mà. Nhưng dì cũng có chuyện biết, chuyện không à. Con qua nhà dì Trúc á, là con hy vọng sẽ gặp những người khác để cho con nhiều thông tin hơn. Chứ bây giờ mà đợi chú Ba Hạp về hỏi thì mà con ơi, mấy người ở dưới này nè biết chuyện cũng không có hơn gì chú đâu, cho nên đừng có đi chi về tốn thời gian mệt công mệt sức nữa. Thôi về, về hai đứa đi về. Thôi kệ chú ba em đi, mình đi vô đi anh. Đi. Trời ơi, hai cái đứa này, cái thằng đó nó muốn quay về rồi, nhỏ cháu mình, thiệt tình thiệt chứ. Mà cũng phải chuồn thôi, chứ đi theo bị lộ. Ủa, anh, xe anh hai của em. Đi vô. Chị bác sĩ chị cũng có ở nhà kìa. Em về đây rồi hả? Má em khỏe lại chưa? Má em khỏe rồi. Cảm ơn anh. Mà anh vẫn đi điều tra đó hả? Anh vẫn chưa tìm ra hung thủ. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Vậy thì chúc anh may mắn. Cảm ơn em. Em, đồ của mẹ đủ hết rồi. Mình đi thôi. Nếu anh muốn hỏi thêm gì, cô Mười ở trong nhà, tôi xin phép đi trước. Hỏi làm gì, cũng không có thêm thông tin gì đâu. Hỏi mất công đó. Còn em, gì nữa? Đi về nhà, rảnh rỗi quá ha, lo một cái chuyện bao đồng. Đi theo cái thằng tàu lao. Anh vô duyên. Lên xe. Cậu chủ, cậu muốn ăn gì cậu nói tôi nấu, chứ cậu cất công vô biến chi cho mất công. Tôi nấu cháo không phải cho tôi ăn,
mà tôi nấu cho má vợ tương lai của tôi ăn. Bà đang nằm viện. Trời ơi, cậu làm tôi bất ngờ quá à. Từ nhỏ giờ cậu có nấu món gì đâu. Bây giờ cậu nấu cháo cho người bệnh, có ăn được không đó? Ăn được không được kệ người ta, sao nhiều chuyện quá vậy? Người ta ăn bằng tấm lòng được chưa? Trời ơi, rồi bày hay vậy, tấm lòng bày hay ăn được không? Đi lại khác, gõ cái gì đi ông. Ê, ăn thiệt chứ. Chắc bà và vợ mình á, bà nằm viện, bà đang bị bệnh. Chắc bà không biết đâu ha. Má ăn cháo đi má. Con. Ôi. Cháo này là con nấu đó hả? Con nấu đó. Để nấu cái cháo này cho má, con phải tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để nấu cho má đó. Trời ơi, thật vậy sao con? Má ăn thấy có ngon không? Trong lịch sử nấu ăn chưa thường thấy ai nấu dở như nó luôn. Đã nấu dở rồi mà còn nhiệt tình nữa mới chết chứ. Sao má? Má có biết má là người hãnh diện và vinh dự lắm không? Vì má là người đầu tiên ăn cháo con nấu. Vậy hả con? Dạ. Cực cho con quá ha. Không có cực gì hết á. Mà con nghĩ là bây giờ con cũng nên tập nấu nướng là vừa. Thì sau này á, con với Quỳnh cưới nhau rồi á, thì khi mà Quỳnh đi trực đêm về á, con nấu nướng cho Quỳnh ăn. Má ăn đi cho nóng má. Má ăn đi. Con, má không ăn nóng được. Con để bên đó đi, chừng nào nguội má ăn nha. Với lại như thế này nè, nếu như con thật sự muốn nấu ăn và muốn trở thành đầu bếp để mà nấu cho ông Quỳnh mà sau khi mà con cưới nó đó, thì không nên con. Con nên thuê một cái đầu bếp để nấu riêng cho con đi nha. Con để bệnh đi. Ý má là má chê con nấu dở hả? Không có. Con trăm công ngàn việc. Con đâu có thời gian để mình nấu nướng đâu phải không con? Con nên thuê một đầu bếp chuyên nghiệp để người ta nấu cho mình ăn có phải sướng hơn không? Dạ. Má dạy thì con phải nghe thôi. Nhưng mà má ơi. Sao con? Con thấy cái chuyện mà con và Quỳnh cưới nhau á, nó còn xa xăm quá. Vì bây giờ Quỳnh còn thương cái tên nhà văn đó. Con yên tâm đi, má nó nói không chịu là không chịu. Đứa nào á mà nó bén mảng á, nó đến nó cưới con Quỳnh á, là phải bước qua xác chết của má. Bây giờ con phải về công ty rồi, tại vì ba của con đi công tác nên có rất là nhiều việc con phải lo. Con Quỳnh, anh phải về công ty rồi. Em ở lại chăm sóc cho má giùm anh nha. Khi nào anh rảnh á, anh sẽ vô chăm sóc cho má. Con về cho má. Về cẩn thận nha con. Dạ, anh về nha. Ui, cái thằng thiệt tình. Ai, vừa giỏi giang, đẹp trai mà nhiệt tình hết sức vậy đó. Con hộp cam cho má ăn nha má. Chị bác sĩ, chị cũng có ở nhà kìa. Em về đây rồi hả? Má em khỏe lại chưa? Má em khỏe rồi. Cảm ơn anh. Ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu nỉ non. Thương lòng tôi phận kiếp lòng đau. Quên. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai. Đứa nào nó lấy hết cái phần hồn của con vậy hả? Từ hồi á con về dưới Long Xuyên con lấy đồ lên tới bây giờ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác vậy. Dạ không bình thường rồi má. Con đừng có giấu má nữa. Thằng sĩ nó nói cho má nghe hết rồi. Có phải mày với thằng Long gặp nhau ở dưới đúng không? Dạ. Quay lại đây nghe má nói nè.
Dạ. Nhìn thẳng vô mắt má. Má biết, má ngăn cản chuyện tình cảm con với thằng Long là không đúng. Nhất là bây giờ má nhìn thấy con, người ở đây mà tâm hồn để tận đâu đâu. Con có biết là má đau lòng lắm không? Chứ con cũng không biết làm sao nữa má. Lúc nào má cũng là quan trọng nhất với con mà. Con có biết là má làm tất cả là vì con không? Má thương con, má muốn con á về làm dâu nhà quyền quý, sung sướng, hạnh phúc. Nên má mới ép uổng con ra thằng Sĩ. Nhưng má biết là thằng Sĩ nó luôn một lòng một dạ với con. Nhưng mà bây giờ má thấy con buồn như vậy, má không có nỡ nữa. Vì tình cảm con người mà, cái đầu với quả tim nó luôn đánh lộn với nhau. Nên má suy nghĩ lại rồi, má sẽ về với Long Xuyên, kêu thằng Long tới ăn với nó một bữa cơm. Nếu như nó nể mặt má, nó đến thì má sẽ chấp nhận cho hai đứa đến với nhau. Thiệt vậy hả má? Thiệt. Nhưng mà má đang bệnh mà má. Con là bác sĩ thì má còn lo cái gì nữa chứ. Dạ lại về dưới không khí nó mát mẻ, má sẽ mau khỏi bệnh hơn. Anh, vậy khi nào má khỏe hơn thì con làm giấy xuất viện cho má nha má. Nhưng con nhớ, đây là lần cuối cùng má cho hai đứa một cơ hội. Má phải xem xét lại thái độ của nó rồi má mới quyết định. Dạ, con cảm ơn má. Con cảm ơn má.